Anh Minh Thiện này, ngoài những bộ vest để mà lên sóng thì Quỳnh Loan thấy là anh hay chọn mặc quần jean cho các hoạt động ở bên ngoài. Vậy có phải đây là gu thẩm mỹ của anh hay không? Đúng rồi Quỳnh Loan, tôi thấy quần jean thì rất là dễ kết hợp với các loại áo, mà mặc quần jean thì cũng thấy là thoải mái và trẻ trung năng động nữa. Vâng. Thưa quý vị, so với bất kỳ chất liệu nào thì jean lại không bị lỗi mốt. Jean phổ biến với nhiều lứa tuổi và luôn được biến tấu để mà phù hợp với xu hướng thời trang của từng thời kỳ. Nhưng quý vị có bao giờ tự hỏi chiếc quần jean được ra đời như thế nào hay chưa? Và hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Lịch sử của chiếc quần jeans bắt đầu vào năm 1848, khi công cuộc đào vàng bùng nổ tại California kéo theo rất nhiều người tới đây tìm vận may. Giống như nhiều người khác, năm 1853, một người đàn ông tên Leop Strop rời khỏi New York để chuyển đến sinh sống tại San Francisco, California, cũng muốn tìm vàng, nhưng tại đây, ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh một cách tình cờ. Vào một ngày nọ, một người thợ mỏ than phiền với Strop rằng anh ta không thể mua được loại quần nào đủ bền để phục vụ cho công việc đang làm. Ông suy nghĩ và bắt đầu thiết kế những chiếc quần jeans đầu tiên bằng vải dựng lều trại. Chỉ trong một ngày, Strop đã bán hết toàn bộ trang phục làm ra. Sau đó, ông cải tiến quần jeans bằng cách dùng một loại vải mềm hơn, có độ bền tương tự. Loại vải này có nguồn gốc từ thành phố Nîmes, Pháp, còn gọi là vải denim. Tiếp theo, ông đã nhuộm vải denim thành màu xanh và những chiếc quần jean xanh huyền thoại ra đời. Mấy năm sau, Jacob Davis, một thợ may và khách hàng của Leop Strop, nảy ra ý tưởng đóng đinh tán cố định trên những chiếc túi giúp quần jean bền hơn khi làm việc. Năm 1872, Jacob đã viết thư đề nghị Strop trả tiền về sự sáng tạo của mình và Strop đã đồng ý. Ngày 20 tháng 5 năm 1873, Strop và Davis được nhận bằng sáng chế cho mẫu quần jean huyền thoại. Hơn 10 năm kể từ khi sản xuất chiếc quần jean đầu tiên vào năm 1886, Levi đã mài thêm mạt da vào quần jean của mình khiến cho chiếc quần trông bắt mắt hơn. Và kể từ đó, quần jean liên tục được thay đổi và cải biến để trở thành một trong những loại trang phục phổ biến nhất thế giới. Có nhiều yếu tố khiến quần jean được phổ biến, nhưng có 4 bước ngoặt quan trọng. Thứ nhất, bằng sáng chế của Levi đối với quần jean hết hạn bảo hộ vào năm 1908. Điều này giúp cho hàng loạt các nhà sản xuất khác có thể sản xuất quần jean có dập đinh tán mà không sợ bị cáo buộc vi phạm bản quyền. Yếu tố thứ hai là sự lăng xê quần jean trong hàng loạt các bộ phim của Hollywood với hình ảnh những chàng cao bồi thường xuyên mặc quần jean liên tiếp xuất hiện. Yếu tố thứ ba là do những người lính Mỹ ở khắp thế giới thường xuyên mặc quần jean khi không làm nhiệm vụ, đặc biệt trong giai đoạn chiến tranh thế giới lần 2. Yếu tố này giúp quần jean trở nên phổ biến hơn bên ngoài biên giới nước Mỹ. Yếu tố thứ tư chính là việc quần jean trở thành một biểu tượng của sự nổi loạn, chống lại các tư tưởng cũ của xã hội. Do đó, từ năm 1960 trở đi, quần jean trở thành biểu tượng thời trang của các nước phương Tây. Thập niên 80 là thời kỳ đỉnh cao của quần jean, khi nhiều nhà thiết kế tên tuổi bắt đầu cho ra mắt các bộ sưu tập dành riêng cho nam và nữ. Cho đến tận những năm 1990, ngành thời trang jean mới bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Dù vậy, jean đã trở thành loại quần áo thiết yếu và phổ biến khắp thế giới cho đến hiện tại. Nếu quần jean là trang phục không thể thiếu trong tủ quần áo của những tín đồ yêu thời trang, thì ngoài những cuộc họp hay sự kiện trang trọng phải mặc vest, thì rất nhiều vị tổng thống, thủ tướng trên thế giới luôn tìm đến quần jean. Hình ảnh này không chỉ mang đến diện mạo trẻ trung mà còn làm các nhà lãnh đạo trở nên gần gũi hơn với dân chúng. Thưa quý vị, có thể thấy rằng quần jean xuất phát không phải là quần dành cho cao bồi, là chỉ những người chăn bò, mà Hollywood muốn lăng xê mẫu quần có tính ứng dụng cao này thông qua phim ảnh. Do trước khi trở thành thời trang, jean là trang phục dành cho người lao động nặng nhọc. Vì vậy, lãnh đạo trên thế giới mặc jean biểu hiện sự gần gũi với giới bình dân, và đây là hình ảnh chiếm được nhiều thiện cảm nhất của dân chúng. Cũng chính những lý do này mà quần jean sống qua 150 năm và chắc chắn sẽ sống khỏe bất chấp những định kiến về nó.